Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thư kế nhận hối lộ cho sếp Nguyễn Thanh Long dính đòn, Đỗ Xuân Tuyên thoát án. Báo chí ngày 18 tháng 8 cho biết cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu đô la trong vụ án Việt Á. Đây là con số rất lớn nhưng không có gì là ngạc nhiên cả. Bởi quan chức cấp Bộ trưởng đã cắn thì sẽ cắn mỗi miếng triệu đô. Với vai trò là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long nhận tiền để tạo điều kiện cho công ty Việt Á đăng ký lưu hành bộ kit xét nghiệm dù không đủ điều kiện. Làm Bộ trưởng cắn một miếng là có hàng triệu đô la. Lần đầu tiên, Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đưa hối lộ cho thư ký của ông Long là vào khoảng tháng 12 năm 2020. Được biết, Phan Quốc Việt gọi điện qua ứng dụng WhatsApp cho thư ký trưởng Nguyễn Huỳnh và thư ký này hẹn đến gặp tại nhà riêng ở quận Tây Hồ, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Việc xách theo một túi vải màu xanh có in logo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Bên trong có 200.000 đô la đã chuẩn bị trước, đến đợi ở cửa nhà Huỳnh. Cơ quan điều tra cho biết tổng số tiền mà Phan Quốc Việt chi để hối lộ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lên đến 2,25 triệu đô la, tức là hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, Việt đưa cho Nguyễn Huỳnh 2,2 triệu đô la để chuyển cho Nguyễn Thanh Long và trực tiếp Việt đưa cho cựu Bộ trưởng 50.000 đô la. Hầu hết các quan chức đều không nhận tiền trực tiếp, đâu có ai dại mà làm như thế. Họ nhận cô thư ký hoặc một người quen nào đó được ủy thác nhận tiền. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Thanh Long có một lần đã nhận trực tiếp và đấy là điều bất cẩn. Bài có quan chức xưa nay vẫn như thế, ai mà chẳng biết, vấn đề là công an điều tra đến nơi đến chốn hay không mà thôi. Vụ chuyến bay giải cứu vừa qua, dư luận cũng đặt nghi ngờ về trường hợp của Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ tới 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ với tổng số tiền lên tới hơn 42,6 tỷ đồng. Điều đáng nói là Phạm Trung Kiên không có thẩm quyền ký quyết định cho thực hiện các chuyến bay giải cứu. Chỉ nhìn bên ngoài thì đã biết Phạm Trung Kiên đã nhận tiền cho ai. Tuy nhiên Đỗ Xuân Tuyên lại thoát tội và không hề bị truy tố. Thư ký kiêm luôn chức năng nhận tiền cho sếp. Sự khác biệt giữa trường hợp của Nguyễn Thanh Long và Đỗ Xuân Tuyên là do bàn tay của cơ quan điều tra mà thôi. Bộ Công an làm án một cách rất tùy tiện, với cùng một tội danh, cùng cách thức phạm tội giống nhau, người thì dính đòn, kẻ thì thoát án. Vào hồi năm 2013, so sánh với quốc tế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp lúc đó là Nguyễn Đình Quyền cho rằng cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Có lẽ công an Việt Nam giỏi nhất thế giới vì chỉ có công an Việt Nam mới giỏi làm án khống, giỏi bỏ lọt tội phạm, giỏi bức cung và nhục hình. Để rồi cho ra đời những bản án oan sai như vụ án Hồ Duy Hải, vụ Nguyễn Văn Trưởng, vân vân. Trong trường hợp Phạm Trung Kiên, có lẽ nên khen nhóm lợi ích Hưng Yên thì đúng hơn. Một thư ký không có quyền ký quyết định nhưng nhận hối lộ với số tiền thì khổng lồ, rồi sau đó thao túng sếp ký duyệt. Vậy mà cả bộ máy công an không nhận ra được điểm nghi vấn này, vẫn để trong thứ trưởng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì sao Đỗ Xuân Tuyên thoát án là câu hỏi to tướng. Vụ án Việt Á rồi cũng sẽ đưa ra xét xử. Đây cũng là một vụ án cướp tiền của kẻ xét xử. Thông qua hình thức chạy án, Nguyễn Thanh Long đã nhận hối lộ một lượng tiền quá lớn. Ắt cũng đang chuẩn bị tiền để mà mua cho ông được giảm án. Ông Long ăn nhiều rồi, giờ kẻ khác sẽ ăn lại phần của ông. Kể ra cũng chua chát cho Nguyễn Thanh Long, ông và cấp phó của ông Đỗ Xuân Tuyên cùng làm việc trong một cơ quan, cùng kiếm ăn như nhau và có cùng cách thức nhận tiền giống nhau. Vậy mà giờ đây ông ở trong tù, còn cấp phó của ông vẫn là thứ trưởng đáng kính. Có lẽ Nguyễn Thanh Long nên tự trách mình được sinh ra không phải là đồng hương của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thư ký nhận hối lộ của sếp, Nguyễn Thanh Long dính đòn, Đỗ Xuân Tuyên thì thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau 5 năm. Cặp đấu Huệ Chính lại tái diễn, hứa hẹn sẽ rất ác liệt. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc chiến giữa Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính không diễn ra sớm như bây giờ. Ông Vương Đình Huệ từng là Phó Thủ tướng và lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nên có nhiều ưu thế hơn hẳn. Mặc dù vậy, đến phút cuối thì Phạm Minh Chính lại nhảy ngang ra chiếm lấy ghế Thủ tướng. Nói về kinh nghiệm làm việc ở chính phủ, Phạm Minh Chính không bằng Vương Đình Huệ, nhưng nói về trò chơi quyền lực, Vương Đình Huệ lại không bằng Phạm Minh Chính. Vào tháng 9 tới đây, ông Vương Đình Huệ sẽ sang thăm nước Đức. Ông Vương Đình Huệ thông minh nhưng lại nhát gan, cộng thêm một phần gian xảo và cả may mắn. Có người nhận xét rằng nếu Nguyễn Bá Thanh mà không xanh cỏ thì ghế tối trụ hôm nay không phải của Vương Đình Huệ mà là của Nguyễn Bá Thanh. Từ khi được ông Tổng Bí Thư chọn làm đệ ruột thì Huệ vẫn tránh né những vụ đối đầu lớn và nhường việc đó cho Nguyễn Bá Thanh. Việc Nguyễn Bá Thanh chết được xem là may mắn cho Vương Đình Huệ. Từ nhân vật số 2 dưới trướng của ông Tổng, ông Huệ trở thành nhân vật được tin tưởng số 1. Trò chơi chính trị cần phải có thực lực, cần phải có khả năng chơi cờ người, chứ không phải chỉ né tránh và chờ thời gian mà trèo lên cho được. Với Nguyễn Bá Thanh, ông Vương Đình Huệ gặp may, nhưng với Phạm Minh Chính thì Huệ không được gặp may cho lắm. Ông Huệ đã từng bị thua trắng bụng ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây hơn 2 năm. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đánh bại Vương Đình Huệ một lần, liệu ông có đánh bại được lần nữa hay không? Cùng với tứ trụ nhưng Vương Đình Huệ chưa phải là một chân trụ độc lập. Trong khi đó Phạm Minh Chính giờ đây đã làm một chân trụ độc lập, chấp nhận chơi đôi công với trụ tổng. Tuy là thế thủ nhưng có hàng thủ bằng bê tông, rất khó để trụ tổng có thể xuyên thủng được. Nếu không quật được trụ thủ tướng, kết quả sau hơn 2 năm nữa rất khó mà đoán định. Chức Tổng Bí Thư không chắc lọt vào tay ông Huệ được nữa. Nếu phía Đức đồng ý dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam, ông Huệ có thể gỡ được ván cờ. Phía ông Thủ tướng của Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2, cũng rất cáo già, khi mà họ chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Thoạt nhìn thì có vẻ như nước Đức là nơi không an toàn, bởi Đức từng để xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên vấn đề là ông Thủ tướng và Tổng cục Tình báo Quân đội lại không nhìn phiến diện như vậy, họ nhìn vào bản chất vấn đề. Nhìn bên ngoài thì Đức và Thái Lan có vẻ không an toàn như nhau, vì cả hai nơi đều để cho công an của Đảng Cộng sản vào bắt người. Tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn khác, nhà nước Đức là nhà nước dân chủ và pháp quyền, là một trong những cường quốc của hàng đầu thế giới. Họ không thể tha thứ cho những hành động phạm pháp trên đất nước của họ. Và vì thế, sau khi để xảy ra vụ bắt cóc 6 năm trước, phía Đức sẽ quyết không để xảy ra điều tương tự một lần nữa. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì ẩn náu tại Đức sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn với Thái Lan thì không được như vậy. Nên việc bắt cóc người trên đất Thái mới xảy ra rất nhiều lần. Thực ra mà nói, hành động bắt cóc người trong quá khứ của ông Tô Lâm, mà đúng hơn là theo lệnh của ông Tổng Bí Thư, chính là bức tường bảo vệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày hôm nay. Nếu ông Tô Lâm không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì ngày nay chính phủ Đức đã không bảo vệ quyết liệt cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là lá bài tẩy trong tay ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ muốn đoạt. Chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ đến Đức vào tháng 9 tới đây, theo dự đoán có thể là ông sẽ cố thuyết phục cho phía Đức dẫn độ. Bởi đây là canh bạc sống còn cho sự nghiệp chính trị của ông Vương Đình Huệ, nên ông sẽ làm mọi cách như có thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của một nhà quan sát thì khả năng thành công là rất thấp, nếu không muốn nói là không thể. Như vậy, trận Thượng Đài vào năm 2021, Vương Đình Huệ đã thua và giờ đây tới nửa nhiệm kỳ, Vương Đình Huệ đang cố để đoạt lấy lá bài tẩy của Phạm Minh Chính nhằm chiếm lợi thế lần nữa so găng vào năm 2026 tới đây. Với việc mới nửa nhiệm kỳ đã lo chuyện đấu đá thì cuối nhiệm kỳ trận chiến hứa hẹn sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau 5 năm cặp đấu Huệ Chính lại tái diễn, hứa hẹn sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn bấm theo dõi YouTube và Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de